Xin chào tất cả các bạn, thì Xiaomi HyperOS đã ra mắt cũng khá là lâu trên những dòng thiết bị được hỗ trợ rồi, nhưng mà không phải là máy nào chúng ta cũng có thể là có HyperOS ở thời điểm hiện tại. Thì qua cái video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái tính năng trên HyperOS, đó là chúng ta có thể tạo được cái màn hình khóa như thế này lên trên tất cả những cái dòng thiết bị Xiaomi của chúng ta, kể cả là các bạn có sử dụng là gom China, gom EU hay là gom Global, thì chúng ta cũng có thể mang được cái màn hình khóa kiểu của HyperOS lên trên thiết bị của các bạn nhé. Và cái hình nền ở bên dưới chúng ta có thể tùy chỉnh theo cái hình nền mà chúng ta muốn. Ngoài ra thì trong video này mình cũng chia sẻ cho các bạn một cái thêm mà mình tùy chỉnh riêng, nó giúp cho chúng ta có thể tạo được những cái kiểu tiện ích như thế này. Chúng ta sẽ có cái bảng điều khiển những cái thông số của cái điện thoại nè. Ở đây là thông tin con chip nè, thời gian khởi động nè, cũng như là thời tiết, wifi. Hay chúng ta có thể bấm vào đây và chúng ta đổi được rất là nhiều những cái kiểu khác nhau. Đây, cái kiểu của cây đờn. Hay chúng ta bấm qua cái kiểu của những cái đồng thiết bị iOS, trông nó sẽ như thế này đây. Ngoài ra thì chúng ta sẽ mang được cái bộ icon của những dòng thiết bị iOS lên trên những dòng thiết bị Xiaomi của chúng ta luôn nha. Thường thì những cái bộ icon này nó sẽ tồn tại không lâu trên cửa hàng của Xiaomi vì nó sẽ bị gỡ bỏ trong một thời gian nào đó thôi. Thì nếu mà các bạn xem được video này thì cũng nhanh chóng tải về để sử dụng vào thiết bị của các bạn nha. Chúng ta sẽ có được cái kiểu của Control Center như thế này, một cái kiểu đen trắng. Và cái thanh điều khiển âm lượng của chúng ta nó sẽ có một cái dấu tia sét và cái biểu tượng mi ở đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện trên thiết bị của các bạn nha. Thì đây là cái giao diện mặc định trên thiết bị của mình. Thì chúng ta sẽ cùng mang cái màn hình khóa của những dòng thiết bị HyperOS lên trên thiết bị của chúng ta đầu tiên nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở cái cửa hàng chủ đề Global lên nhé. Tất cả những cái gì mình chia sẻ trong video này đều nằm ở trong cái phiên bản chủ đề Global. Bây giờ các bạn sẽ tìm cho mình cái thêm đầu tiên nha. Thêm đầu tiên nó có tên là Hyper UI V3. Các bạn bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy là cái thêm nó nằm đây. Các bạn sẽ tải về và các bạn áp dụng vào nha. Chúng ta thoát ra. Thì đây là cái giao diện chính cũng như là bộ icon của cái thêm Hyper UI này. Và nó sẽ có cái kiểu đồng hồ này, không phải cái kiểu tiện ích lúc nãy nha. Và đây là cái kiểu Control Center của nó. Thì nó sẽ có cái kiểu khóa mặc định như thế này. Thì nếu mà trên cái dòng máy của các bạn đó, cái kiểu khóa này nó chưa có xuất hiện mà nó vẫn là cái kiểu khóa mặc định của cái dòng thiết bị Xiaomi, thì các bạn tiến hành khởi động lại thiết bị nha. Thì chúng ta sẽ có cái kiểu khóa này. Sau đó thì các bạn có thể tùy chỉnh cái màu của cái kiểu khóa. Bây giờ mình đang sử dụng những cái hình nền của mặc định của thêm nha. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta có thể tùy chỉnh cái hình nền sau. Thì bây giờ các bạn có thể bấm hai lần vào cái cạnh phải của cái màn hình, thì chúng ta có thể đổi được cái hình nền đằng sau như thế này. Đó, nó có khoảng tầm 3-4 màu gì đó cho các bạn lựa chọn nha. Thường thì mình sẽ để màu đen cho nó tẹp màu với cái thêm luôn, nhìn rất là đẹp mắt như thế này. Bên trong thì cái hình nền bên trong các bạn có thể đổi hình nền khác thì tùy nha. Thì cái thêm Hyper UI V3 này nó sẽ đi kèm với cái Boot Animation, hay còn gọi là cái màn hình khởi động với cái hiệu ứng như thế này, Xiaomi HyperOS nha. Thì nó sẽ nằm trong cái chỗ là Boot Animation của thêm đó. Thì khi mà các bạn áp dụng thêm thì nó cũng áp dụng luôn cái này. Bây giờ chúng ta sẽ tùy chỉnh cái hình nền trên màn hình khóa theo ý muốn của chúng ta nha. Đầu tiên các bạn vào chủ đề, chúng ta vào tùy chỉnh chủ đề, vào cái kiểu khóa và chọn cái thêm Hyper UI V3. Và các bạn vuốt xuống thì cái chỗ này nè, cái chỗ mà lock screen wallpaper style nè, các bạn bấm vào đây và các bạn chọn xuống dòng thứ hai để chúng ta có thể chỉnh được cái hình nền đằng sau. Và cái chỗ cái dòng kế tiếp các bạn sẽ bấm vào đây và các bạn lựa chọn cái hình nền mà các bạn muốn đặt cho màn hình khóa. Thì mình có để trong cái link phần mô tả video là cái bộ hình nền của HyperOS đó, các bạn có thể bấm tải về và các bạn sẽ có một cái bộ hình nền như thế này. Các bạn muốn xài hình nền nào thì xài nha. Đây, mình sẽ bấm chọn một cái cho các bạn xem. Thì sau khi các bạn chọn rồi, các bạn trở ra và các bạn áp dụng ngược lại cái thêm mặc định cái nha. Xong rồi thì chúng ta sẽ áp dụng lại cái thêm Hyper UI này. Thì các bạn có thể thấy là cái hình nền của cái màn hình khóa nó đã thay đổi dựa trên cái tấm hình mà mình thêm lúc nãy rồi nè. Thì các bạn có thể đổi cái hình nền của các bạn hay là hình nền gì đó thì các bạn thích vào cái chỗ này nha. Thì như vậy là chúng ta đã có thể tạo được cái kiểu đồng hồ của HyperOS kèm theo những cái hình nền của HyperOS như thế này trên những dòng thiết bị của chúng ta. Thì tiếp theo các bạn sẽ xóa cái tiện ích đồng hồ ở bên trong cái màn hình chính này giúp mình nha. Chúng mở cái ứng dụng chủ đề lên và tìm giúp mình cái thêm này nha, Live V12. Không cần áp dụng đâu, chúng ta cứ tải về và để đó. Chúng ta sẽ nhấn vào cái màn hình chính nè, bấm vào tiện ích. Rồi bây giờ chúng ta vuốt tới cái kiểu đồng hồ của cái thêm đó thôi. Đây, Live V12, các bạn kéo ra màn hình chính nha. Rồi, thì bây giờ nó sẽ có cái nút Edit ở đây, chúng ta bấm vào đây. Và nó sẽ có những cái kiểu cho các bạn lựa chọn nè. Kiểu thứ 2, kiểu thứ 3, kiểu thứ 4, kiểu thứ 5, thứ 6. 6 kiểu tiện ích. Và cái những cái dòng ở dưới này là chúng ta sẽ chọn trong suốt nè, hay là chế độ Dark Mode. Thì theo các bạn muốn thích là sử dụng Dark Mode hay Light Mode, hoặc là trong suốt hay không nha. Rồi,
chúng ta sẽ bấm quýt để có thể là đặt cái kiểu tiện ích mà các bạn muốn. Xong phần tiện ích rồi thì chúng ta sẽ qua đến cái phần biểu tượng nha. Chúng ta sẽ mang những cái biểu tượng của iOS lên trên thiết bị của chúng ta. Thì cũng mở chủ đề ra, các bạn tìm cho mình cái theme này nha, Android Mint 12.5. Và các bạn lưu ý nha, những cái theme mà nó mang cái biểu tượng của iOS như thế này thì không sớm thì muộn nó cũng sẽ bị gỡ bỏ khỏi cửa hàng theme của Xiaomi thôi. Thì các bạn thấy thì các bạn nên tải về nha, nhanh nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ không áp dụng cái chỗ này mà chúng ta sẽ trở ra, các bạn bấm vào cái chỗ biểu tượng nha. Và chúng ta chọn tới cái theme mà chúng ta vừa tải là Android Mint 12.5 và các bạn áp dụng trong đây. Thì lúc này chúng ta sẽ có được cái biểu tượng của iOS như thế này. Nó làm cũng rất là giống nha. Thì cái này là cái quan điểm chủ quan của mình thôi, mình thấy thích cái biểu tượng của iOS thì mình chia sẻ cho các bạn cách để có thể cài trên thiết bị Xiaomi. Còn nếu mà các bạn không thích thì có thể sử dụng những cái biểu tượng khác thì tùy theo sở thích của mỗi người nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái thanh điều khiển âm lượng cũng như là cái thanh control center theo cái kiểu mà lúc nãy mình chia sẻ cho các bạn. Thì chúng ta cũng mở chủ đề lên, tìm giúp mình cái thêm là iPhone XR như thế này. Và các bạn cũng không áp dụng ở trong đây nha, các bạn truy cập vào thanh trạng thái. Bây giờ chúng ta áp dụng bên đây. Rồi thoát ra. Thì lúc này trên cái thanh trạng thái chúng ta sẽ có biểu tượng như thế này. Và khi mà các bạn vuốt xuống thì cái chủ đề của nó nhìn trông rất là đẹp mắt như thế này, trắng đen kèm theo một cái hiệu ứng trong suốt. Và lúc này thì cái thanh điều khiển âm lượng nó cũng sẽ đổi theo cái kiểu như thế này đây. Và các bạn lưu ý nha, cái thanh điều khiển âm lượng này nó sẽ cần một thời gian nó mới áp dụng vào cái theme của các bạn nha. Thì nếu mà các bạn áp dụng cái theme đó mà nó chưa có cái thanh này thì các bạn có thể khởi động lại thiết bị để nó cập nhật vào nha. Rồi thì nếu mà các bạn thấy thích cái kiểu theme của HyperOS như thế này và chúng ta có thể mang được cái màn hình khóa với cái biểu tượng đồng hồ và những cái tiện ích bên trong như thế này thì các bạn có thể thực hiện theo video nha. Thì video này của mình đến đây xin tạm dừng. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.